Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Đó là điều diệu kỳ. Và buổi sáng hôm nay, thưa ông bà anh chị em, tôi sẽ có một lời chia sẻ cho quý hội thánh của Chúa cùng toàn thể ông bà anh chị em đang theo dõi trên livestream buổi sáng ngày hôm nay. Tôi lấy chủ đề là làm thế nào để lời nói của mình có uy quyền. Anh em ạ, làm thế nào để lời nói của mình có uy quyền? Đây là chủ đề chúng ta cùng thảo luận buổi sáng hôm nay. Yeah. Uy quyền có nghĩa là gì ạ? Có thẩm quyền và có năng lực. Có thẩm quyền và có năng lực. Câu hỏi là làm thế nào? Tôi nghĩ rằng rất nhiều anh chị em quan tâm. Bởi vì mình thấy có nhiều người nói một tiếng ma quỷ nó chạy liền, còn mình sao mà mình nói biết từ sáng chiều nó vẫn cứ trơ trơ như thế, nó không chịu chạy. Đó là điều mà chúng ta quan tâm, rất đơn giản thế thôi. Có người nhân danh Chúa nói lời bệnh tật lành liền, còn sao mình nói cả tuần nó chẳng thấy lành gì cả. Đây là vấn đề rất thực tế trong hội thánh và trong đời sống cơ đốc mà chúng ta cần phải quan tâm. Và buổi sáng hôm nay tôi cậy ơn Chúa để chia sẻ trong lời của Ngài, để cho mỗi một chúng ta biết làm thế nào để lời của mình nói có cái thẩm quyền. Và tôi tin rằng nếu điều này được thực hiện trên đời sống mỗi một chúng ta thì đem lại một cái ích lợi rất lớn cho vương quốc của Đức Chúa Trời, phải không ạ? Mà chúng ta rất là cần đó. Điều đầu tiên đó, thưa ông bà anh chị em, khi chúng ta bàn về cái chủ đề này đó, chúng ta phải cùng nhau thống nhất rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta và Ngài có ý định để chúng ta được giống như Ngài, giống con của Ngài, nghĩa là giống về bản chất, giống về phẩm chất và giống về năng lực. Đó là ý định ban đầu. Chúng ta đừng quên điều đó. Đừng quên điều đó. Sáng Thế Ký chương 1 câu 29, câu 26 chép rất rõ ràng, Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và tượng ta. Tôi vọng bạn cho em ngồi đây là giống như hình của Chúa và tượng của Chúa. Giống về bản chất, giống về cái phẩm chất bên trong và cái năng lực của mình có. Đó là sự thật. Nếu như mình chưa đồng ý điều đó, bởi vì đôi khi mình thấy mình xấu xa quá, yếu đuối quá, kém cỏi quá, thì không sao. Đó là do cái thế giới gian ác này nó làm thành như vậy thôi. Nhưng mà từ ban đầu Đức Chúa Trời đã định cho mỗi một chúng ta giống như vậy. Ngài sáng tạo Adam, Eva giống như hình Ngài tượng Ngài. Đó là sự thật. Cho nên một lần nữa trong Roma chương 8, sứ đồ Phaolô đã nhắc lại, phải không ạ? Nhắc lại điều này. Đó là trong câu 29, vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con Ngài, con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Không ạ? Chúa định cho chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu. Cho nên có người hỏi rằng mục đích chính của cuộc đời cơ đốc tôi là gì? Tôi xin thưa với anh chị em trả lời rất đơn giản. Nhiệm vụ chính, mục đích chính của cuộc đời chúng ta là trở nên giống Chúa Giêsu. Không phải cần phải suy nghĩ cái gì nhiều, không cần phải thần học đọc nhiều sách vở, không cần. Tôi nói cho em cả cuộc đời chúng ta hãy nhắm vào mục đích này. Tôi vòng bàn cho em hãy cứ nói: Chúa ơi, con muốn giống Ngài. Giống về lời nói, giống về suy nghĩ, giống về cách sống, giống về mọi thứ. Cứ nhìn vào Chúa Giêsu chúng ta học tập. Đó là mục đích. Vì chính Đức Chúa Trời nói như vậy mà. Ngài định cho chúng ta trở nên giống con Ngài mà. Phải không ạ? Đó anh chị em. Và giống Chúa hôm nay có nhiều điểm. Nhưng mà hôm nay trong khuôn khổ thời giờ, tôi chỉ nói một phần thôi. Là giống Chúa là giống về cách Ngài sử dụng lời nói của Ngài. Đức Chúa Trời có một đặc điểm không có một ai có thể bắt chước được. Đó là lời nói của Ngài có thẩm quyền và năng lực. Anh chị em có thấy không ạ? Lời nói của Đức Chúa Trời có thẩm quyền và năng lực, không tìm đâu xa.
Anh chị em chỉ cần mở sách Sáng Thế Ký chương 1, anh em sẽ thấy từ câu thứ nhất đến tận câu thứ 24, Đức Chúa Trời đã lặp đi lặp lại câu này. Đức Chúa Trời phán rằng, Đức Chúa Trời phán rằng, Đức Chúa Trời phán rằng, Đức Chúa Trời phán rằng. Cả một cái vũ trụ bao la này, đẹp đẽ này, phức tạp này, mà mình nhìn thấy ngày hôm nay được sinh ra từ cái câu Đức Chúa Trời phán rằng. Ví dụ câu số 3, Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Đúng không ạ? Rồi câu số 6 nè, Đức Chúa Trời phán rằng nước ở dưới phải tụ lại, ở dưới trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ đất khô bày ra, thì có như vậy. Anh em cứ đọc chúng ta sẽ thấy mọi sáng tạo này mà mình nhìn thấy hôm nay, rờ được ngày hôm nay, sử dụng được ngày hôm nay đều ra từ cái câu Đức Chúa Trời phán rằng. Trong lời của Chúa có một thẩm quyền và năng lực rất rõ ràng, phải không chị? Rất rõ ràng. Và sau này khi Chúa Giêsu giáng sinh làm người và đi lại trên đất, chúng ta được tận mắt chiêm ngưỡng hiện thân của một Đức Chúa Trời vô hình đi lại trong thân xác của một con người qua lời nói sáng tạo của Chúa Giêsu. Anh em nhìn sẽ thấy, anh em đọc cuộc sống của Chúa Giêsu, đọc những gì Chúa Giêsu làm, anh em sẽ thấy qua môi miệng của Chúa Giêsu có một điều gì đó rất khác. Dĩ nhiên Ngài đến để Ngài giảng đạo cứu rỗi cho nhiều người, phải không? Ngài đến để Ngài giảng kinh thánh cho nhiều người nghe. Nhưng mà người ta nghe lời của Ngài xong thì người ta trầm trồ khen ngợi và người ta nói: ồ, chưa có người nào từng giảng dạy như người này, vì Ngài nói những lời đầy ơn lành, có thẩm quyền và năng lực, chứ không giống như những thầy thông giáo và người Pharisee. Em thấy rõ. Ví dụ anh em đọc trong Ma-thi-ơ chương 8 câu 16, anh em sẽ thấy đến chiều người ta đem đến cho Đức Chúa Giê-xu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bị bệnh. Chúa Giê-xu dùng lời nói để đuổi quỷ, Chúa Giê-xu dùng lời nói để chữa bệnh, Chúa Giê-xu dùng lời nói để phục hồi người ta. Đây là điểm mà người ta chưa bao giờ nhìn thấy và người ta rất là ngạc nhiên. Ở trong Luca chương 4 câu 36 thì chép như này: khi Chúa Giê-xu đuổi tà ma ra khỏi một người trong nhà hội, dân chúng rất ngạc nhiên và la lên: ấy là đạo gì? Người đã lấy phép và quyền mà đuổi tà ma và chúng phải liền ra. Anh em thấy không? Những lời của Chúa Giê-xu không chỉ chứa đựng thẩm quyền của Đức Chúa Trời mà còn có năng quyền, sự sống, năng lực, khả năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ý quyền thiên thượng của loài Ngài khi Ngài quở trách một cái cây vả, phải không ạ? Và cây vả nó liền khô, từ dưới gốc khô lên tận ngọn luôn. Ở trong Mác chương 11 câu 12, 13 và câu 20, anh em đọc đi sẽ thấy. Cho nên một điều gì đó rất là đặc biệt, rất là đặc biệt ở trong lời nói của Chúa Giê-xu, mà Đức Chúa Trời lại định cho tôi và ông bạn cho em giống Chúa Giê-xu. Anh em suy nghĩ điều đó đi ạ. Đức Chúa Trời định cho tôi và ông bạn cho em giống Chúa Giê-xu, mà lời nói của Chúa Giê-xu thì đầy thẩm quyền và năng lực. Thế thì lời nói của tôi và ông bạn cho em sao đây? Giải quyết sao đây? Không ạ? Giải quyết sao khi lời nói của mình thấy nó cứ trớt quớt, chẳng có gì xảy ra? Là phải suy nghĩ. Phải suy nghĩ chứ. Tôi vọng bàn cho em phải suy nghĩ chứ. Vì chúng ta được định cho giống Chúa mà. Nếu chưa giống Chúa thì chưa được rồi. Chưa được rồi. Mà giống Chúa còn phải giống trong lời nói nữa. Giống trong lời nói, giống vào khía cạnh của thẩm quyền và năng lực. Rồi chưa hết, anh cho em thấy trong Ma-thi-ơ chương 8 câu 26, một lần nữa chúng ta thấy Ngài ra lệnh cho sóng và gió phải im lặng, chúng bèn vâng lời và trả lại sự bình yên. Anh em thấy không ạ? Không những quỷ nó sợ nè, bệnh tật nó sợ nè, cây cỏ nó sợ nè, mà sóng biển thiên nhiên cũng phải sợ lời của Ngài. Là chưa? Người ta nói con quỷ thì nó có lỗ tai, nó nghe theo.
Chứ còn bây giờ cây cỏ với lại sóng gió nó có tai nó nghe đâu mà sao Chúa nói lời nó phải nghe. Anh em thấy không ạ? Nó rất là đặc biệt. Rất đặc biệt. Bởi vậy cho nên thưa ông bạn chị em, chúng ta cần phải suy nghĩ cho điều này rất là nhiều trong đời sống của mình. Chưa hết đâu. Khi chúng ta đọc tiếp chúng ta thấy Ngài lấy 5 cái bánh và 2 con cá chỉ đủ cho một đứa trẻ ăn thôi. Và Ngài nói với các môn đồ đang đứng xung quanh: các ngươi phải nuôi đám đông này, 5.000 người. Đó, Ngài nói một lời như thế. Và khi các môn đồ nghe và tin theo lời này và làm theo, thì bánh và cá đó nó nhân lên. 5.000 người ăn xong no nê rồi, còn dư thêm 12 giỏ đầy nữa. Anh em thấy không ạ? Cho nên khi chúng ta điểm lại tất cả những điều mà chúng ta vừa mới kể qua đó, thì chúng ta thấy lời nói của Chúa Giê-xu bao trùm mọi lĩnh vực của đời sống con người. Lĩnh vực luôn. Bệnh tật nè, về sức khỏe nè, về sự tự do nè, về đời sống an ninh trong thế giới nè, rồi là nuôi ăn được nè, rồi chưa hết đâu, tha tội nữa. Anh em đọc ở trong Mác chương 2 câu 9 sẽ thấy. Anh em nhớ câu chuyện đó không ạ? Có một người bại liệt, 4 người khiêng, đúng không? Nằm ở giữa này, giữa nhà này. Và Chúa Giê-xu nói là tội ngươi đã được tha. Chúa Giê-xu chỉ vào người bại và nói tội ngươi đã được tha. Khi Chúa Giê-xu nói lời đó thì tội lỗi của người bại lập tức được tha. Đó là lời nói có gì anh chị? Có thẩm quyền. Lời nói có thẩm quyền. Lời nói có thẩm quyền là lời nói mà mọi cái quyền lực nó phải suy phục và làm theo, nó phải nghe theo. Chúa Giê-xu nói tội ngươi được tha, nghĩa là được tha. Và anh em nhớ đó, Chúa Giê-xu cũng đã từng nói cho các sứ đồ Ngài rằng các ngươi tha tội ai thì tội người đó được tha, nhưng các ngươi buộc tội người nào thì tội người đó bị buộc lại. Anh em nhớ câu đó. Chúa nói với chúng ta, Chúa nói với tôi và bạn chứ em, Chúa nói với những người gọi là môn đệ của Ngài sẽ có một thẩm quyền như Ngài. Hãy suy nghĩ về điều đó thưa ông bạn chứ em. Hãy suy nghĩ về điều đó. Và tôi nói với anh chị em rằng cái lời nói có uy quyền và năng lực, đây là một đặc tính không thể thách thức của Đức Chúa Trời. Tức là không có một quyền lực nào có thể hủy bỏ điều này ở trong cái bản chất của Đức Chúa Trời cả. Không thể. Đó là điều sự thật luôn anh chị. Không thể luôn. Nó là đời đời. Đời đời. Không bị thách thức. Không phải bị đánh bại. Trong Thi Thiên 138 câu 2, lời Chúa chép: tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và chân thật của Chúa. Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thinh của Ngài. Anh em thấy chưa? Người ta nghe đến danh của Chúa đã thấy rung lẩy bẩy rồi, đúng chưa? Ma quỷ nghe đến danh của Chúa là đã la hét rồi. Nhưng lời của Chúa trong Thi Thiên 138 cho chúng ta biết rằng Ngài làm cho lời Ngài còn cao hơn cả danh của Ngài. Cho nên tôi xin thưa với ông bạn chị em, cái uy quyền và năng lực trong lời của Chúa không thể bị thách thức, không thể bị hủy bỏ, không thể bị dời đổi, không thể bị thay thế. Anh em đọc thử trong Ê-sai chương 55 câu 5 đến câu 10 đến câu 11 sẽ thấy: vả như mưa và tuyết xuống từ trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai và làm cho xanh và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi cho công việc ta đã sai khiến nó. Anh chị em à, lời của Đức Chúa Trời mà nói ra thì chắc chắn nó phải có kết quả, không thể không có. Anh em hãy suy nghĩ về điều đó. Tôi nhắc lại một lần nữa, Chúa định tôi và anh chị em giống như Ngài. Amen á. Anh em hãy nói về chính mình đi ạ. Tôi giống Chúa. Một lần nữa đi ạ. Một lần nữa. Amen.
Nhiều khi cuộc sống bận rộn anh chị em quên mất chi tiết quan trọng này. Không ạ? Nhiều khi anh em bị áp lực cuộc sống, bị ma quỷ nó lừa, bị đủ thứ. Và mình nghĩ mình con trùng chứ không phải là con Đức Chúa Trời. Nhưng hôm nay tôi muốn nhắc lại là anh chị em là con cái của Đức Chúa Trời. Anh chị em có một bản thể giống Chúa, giống trong lời nói, cái thẩm quyền và năng lực. Amen. Anh em dùng lời nói của mình để xử lý mọi vấn đề. Nghe chưa? Cảm ơn Ngài. Mát chương 13 câu 31 chép: trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. Chúa Giêsu nói thế. Trời đất này sẽ qua đi, một ngày nào đó nó sẽ đốt cháy hết, nhưng lời của Chúa Giêsu thì còn lại đời đời. Và một lần nữa, tôi và ông bà anh chị em giống Chúa Giêsu. Amen. Giống Chúa Giêsu. Em ơi, nhưng có một chi tiết rất là điểm đặc biệt ở đây tôi muốn nói nè, để cho anh chị em sẽ trả lời được câu hỏi buổi sáng hôm nay: làm thế nào để lời nói của tôi có thẩm quyền và năng lực? Không à, anh em sẽ suy nghĩ đi. Ví dụ anh em có một cái động cơ, không, động cơ đi, hay xe máy của anh em gì, không phải là cái vẻ bề ngoài nó tốt, hoặc là đang được đổ đầy xăng là nó chạy đâu. Anh em có cái xe anh em sơn cho nó đẹp, bề ngoài trong nó rất là mượt mà, nhưng máy móc bên trong nó rã rèo hết rồi. Anh em có đổ xăng vô nó cũng không chạy được. Cảm ơn ạ. Sự thật nó như thế. Cho nên tôi muốn nói một chi tiết để anh em nè. Một động cơ tốt á, trước hết nó phải không bị hư hỏng. Mọi chi tiết bên trong bên ngoài nó phải đúng như thiết kế ban đầu của nhà sản xuất, thì lúc đó anh em đổ xăng vào nó mới chạy được. Có đúng không? Sự thật. Tôi và ông bà anh chị em đã được tạo dựng giống như Chúa từ ban đầu, nhưng vì tội lỗi nó đã khiến cho mọi chi tiết bên trong bản thể của chúng ta hư sạch rồi, nát hết rồi, mục hết rồi. Cho nên bây giờ con người cố đổ xăng vào nó cũng không chạy được. Con người cố ăn mặc cho nó đẹp cũng chẳng thấy nó hoạt động gì. Con người cố mặc những cái áo tôn giáo lên trông có vẻ rất là đạo mạo và rất là huyền bí, rất là trông có vẻ thanh cao rồi thánh khiết đủ kiểu hết, nhưng cũng chẳng hoạt động gì. Có đúng không ạ? Người ta trông có vẻ là bây giờ tôi lên núi cao ở một mình, tôi có vẻ rất là thánh vì tôi gần mây trời mà. Nhưng mà lời nói cũng chẳng thấy hoạt động gì. Cho nên xin thưa với anh chị em, cái vẻ bề ngoài của chúng ta nó không nói lên cái bản chất bên trong của chúng ta. Không, không bao giờ. Vì vậy hôm nay tôi muốn trình bày cho hội thánh một sự thật nè. Nếu muốn một cái động cơ nó hoạt động á, thì trước hết phải sửa những chi tiết bị hư hỏng cái đã. Thứ hai, nếu những chi tiết nào mà hư không thể sửa được thì cần phải thay mới cái đã, rồi lúc đó đổ xăng vô nó mới hoạt động. Đúng không anh chị em? Đây là sự thật nè. Tôi và bà anh chị em từng là những động cơ bị hư của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đến, Ngài thay mới tâm linh của chúng ta. Thay mới tâm linh của con người là vốn quý giá nhất, là ngọn đèn của Đức Chúa Trời, là nơi mà Ngài đặt hơi sống của Ngài vào, nơi mà khiến con người hoạt động, khiến con người giống Ngài. Không ạ? Bây giờ Chúa Giêsu đến bởi Thánh Linh, Ngài đã thay mới rồi. Cái phần quan trọng nhất Ngài đã thay mới rồi, nhưng còn một số chi tiết khác nó bị hư cần phải sửa nữa. Có người nói bây sao giờ tôi thay mới động cơ rồi mà sao tôi thấy cuộc sống tôi vẫn chưa hoạt động, lời nói tôi vẫn chưa có năng quyền, chưa có thẩm quyền như chính Chúa. Có người sẽ thắc mắc như thế. Tôi xin đưa với anh chị em, còn nhiều chi tiết nữa cần phải sửa. Tình cảm anh em phải sửa, lý trí anh em phải sửa, suy nghĩ của anh em phải sửa, mối quan hệ của anh em với cuộc sống này phải sửa, thân xác anh em phải sửa,
Trước anh em dâng thân thể chi thể mình để làm những điều bậy bạ, bây giờ phải sửa lại. Suy nghĩ anh em ngày xưa, suy nghĩ về những điều của thế gian, của xác thịt, của thế tục này, bây giờ phải sửa lại. Những tình cảm anh em đặt sai chỗ, bây giờ phải sửa lại. Nhiều cái thứ liên quan đến phần hồn, phần xác của anh em phải tu chỉnh nhờ lời của Đức Chúa Trời. Đó là cách. Anh chị em, cho nên đôi khi như thế này, cái cảm giác của chúng ta nó có thể đang nói với chúng ta là chúng ta là một con người thất vọng, thất bại, đang vật lộn để chống lại những điều kỳ quặc đang áp đảo trong cuộc sống. Nó cho mình cái cảm giác đó, khiến cho cái suy nghĩ, cái tình cảm, cái lý trí của mình nó bị méo mó đi, đúng không? Bây giờ ví dụ như anh chị em đang sống một cuộc sống bình yên, đầy thành công, thịnh vượng, thì những điều đó nó ít tấn công anh chị em. Nhưng có thể anh chị em sẽ bị tấn công một cách khác. Ví dụ anh em đang sống trong một gia đình có vợ chồng hay bất hòa chẳng hạn, mặc dù anh em đầy đủ cơm áo gạo tiền đầy hết, nhưng mà anh em suốt ngày cứ cãi lộn với nhau, và anh em sẽ nghĩ ô chắc mình đang bị rủa cho nên cuộc sống của mình nó không được bình an, chắc mình là con người thất bại trong hôn nhân, mình là con người bị định cho là thất bại trong hôn nhân, chắc ông bà mình ăn ở nó không có tốt, trong 7 đời trước kia nó bị thế nào rồi. Cuối cùng mình cứ suy nghĩ những cái điều nó tiêu cực, không tiêu cực điều này, không tiêu cực điều kia, thì tiêu cực điều nọ. Và những thứ đó chung quy lại Satan sử dụng để khiến anh chị em nghĩ về mình một cách méo mó. Nghĩ về mình một cách méo mó. Và nếu chúng ta mãi méo mó như thế thì những chi tiết cần sửa Đức Thánh Linh không thể sửa được. Vì thế anh chị em, hãy nghe xem lời của Đức Chúa Trời nói gì cho chúng ta. Lời Đức Chúa Trời nói anh chị em là ai? Anh chị em có gì? Anh chị em có đặc quyền nào? Anh chị em có thể tu chỉnh điều gì? Anh chị em có thể hưởng được phước lành nào? Tôi xin thưa với anh chị em, hãy lấy nó cho mình, suy ngẫm nó ngày đêm, ăn nuốt nó. Anh chị em ạ, có nhìn vào cái bản chất Adam cũ nữa, để rồi anh em thất vọng vô ích, nản lòng, rồi bắt đầu hỏi tại sao lời của Chúa không hành động trên môi miệng của tôi, tại sao tôi nói lời của Chúa mà nó không có cái nhúc nhích gì cả. Đừng như thế anh em ơi, hãy quay trở lại với Kinh Thánh để biết Kinh Thánh nói như thế nào về mình là một con người mới trong Đấng Christ. Hãy nhớ đức tin đến bởi sự người ta nghe, không ạ? Vì vậy trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 16-17 chép là: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, mọi sự cũ đã qua và nay mọi sự đều trở nên mới. Anh chị em là một tạo vật mới, anh chị em là một nhân loại mới trong Chúa. Anh chị em có chấp nhận điều đó không? Nhiều người không amen. Tôi đâu thấy tất cả mọi người amen. Cho nên có thể có những người sẽ sống với những cái quá khứ của mình, sống những cái quá khứ thất bại của mình, sống với những cái tổn thương của mình ở trong quá khứ, trong tuổi thơ, hay trong năm trước, hay trong năm kia. Và chúng ta cứ lởn vởn trong đầu, mình vẫn là con người cũ, vì mình thấy mình chẳng có thay gì cả. Anh em không thấy, nhưng Đức Chúa Trời nói cho anh em rằng anh chị em là con người mới trong Chúa. Đó là lời Chúa. Cho nên vấn đề là đức tin đến bởi sự người ta nghe, và chính đức tin đó biến đổi chúng ta. Không phải chúng ta nhìn vào cảm giác của mình, nhìn vào cái cách ăn mặc của mình, nhìn vào cuộc sống của mình mà mình trở nên con người mới. Nhưng mà khi mình chấp nhận lời của Đức Chúa Trời thì lời đó mới biến thành con người mới trong người mình được. Không phải anh em có tiền sắm thêm cái xe máy mới, xây cái nhà mới, rồi sắm cái giường mới là anh em trở thành con người mới đâu. Không ạ. Đôi khi mình ngủ trên cái giường rất là mới, nhưng con người mình nó cũ quắc à. Có chứ, đúng không ạ? Mình đi trên một cái xe mới mua 60-70 triệu, nhưng con người mình vẫn cũ. Tôi xin thưa anh chị em, cái bên ngoài không thay đổi được bản chất bên trong chúng ta. Nhưng khi anh em tin lời Đức Chúa Trời nói về mình, anh chị em thay đổi được bản chất bên trong anh chị em. Đó là cách
của chúng ta. Galati chương 2 câu 20 chép: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Nay tôi còn sống, không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi, đã phó chính mình Ngài vì tôi. Có ai chấp nhận lời này cho mình không? Đó. Tôi sống mà không phải tôi sống nữa, chính Đấng Christ đã sống qua tôi. Không à? Dĩ nhiên mình có thể học thuộc lòng lời này, mình có thể trích dẫn lời này để giảng. Nhưng cho em à, kinh nghiệm lời này là một chuyện khác à. Anh em à, kinh nghiệm lời này là một chuyện khác. Chúng ta phải tiến lên một bước thứ hai. Khi mình tin lời Chúa rồi, khi mình chấp nhận lời Chúa rồi, khi mình công bố lời Chúa vào môi miệng cho mình rồi, hãy xin Chúa Thánh Linh một điều. Chúa Thánh Linh ơi, cho con kinh nghiệm lời này hành động qua đời sống của con. Đó là bước thứ hai. Một người kinh nghiệm được lời Chúa hành động qua mình là một người có lời Chúa sống bên trong. Chúa Giê-xu nói, nếu những lời ta ở trong các con và các con ở trong ta, thì cầu xin bất cứ điều gì sẽ được điều đó. Amen. Nên nhiều người chúng ta cũng hay thắc mắc, thế nào là lời Chúa sống bên trong? Anh em ơi, chúng ta có thể đọc lời Chúa 100 lần, chúng ta có thể đọc lời Chúa 1000 lần, nhưng có thể chúng ta chưa bao giờ kinh nghiệm lời Ngài. Đó là chỗ thiếu sót. Muốn kinh nghiệm lời Ngài, chúng ta hãy mạnh dạn và dạn dĩ thực hiện lời Ngài. Anh chị em tưởng à, thực hành lời Chúa phải có giá trả đó. Anh em muốn sống đúng theo lời Chúa có cái giá phải trả đó. Và muốn trả được giá đó phải có đức tin. Muốn trả được giá đó phải có Thánh Linh giúp đỡ. Muốn trả được giá đó, đôi khi chúng ta phải dám mất tất cả vì danh của Ngài. Giống như tôi hay nói là cuộc đời sống với Chúa Giê-xu là cuộc đời đi trên dao lam. Không phải dao bình thường nữa mà dao lam. Dao lam bén lắm. Đi mà nhích một cái là đứt chân liền. Không ạ? Đi dao lam. Cho nên cuộc sống với Chúa đòi hỏi rất là nhiều thứ. Để lời của Ngài mới có thể trở thành sống đồng bên trong chúng ta và chúng ta kinh nghiệm được lời đó. Satan dọa chúng ta, thế giới dọa chúng ta, người bên cạnh dọa chúng ta, nhiều áp lực dọa chúng ta, khiến đôi khi chúng ta mất tỉnh thức và thối lui, khiến chúng ta tặc lưỡi và thỏa hiệp với những điều khác mà không công nhận tôn kính lời của Đức Chúa Trời. Và bằng cách đó anh chị em à, chúng ta đánh mất thẩm quyền và năng lực vốn có bên trong chúng ta. Chúng ta không thể nào chối Chúa ở một nơi kín nhiệm rồi đứng giữa thế giới này và nói là tôi tin Chúa xác quyết. Không thể. Đó là sự thật. Chúng ta không thể nào làm những chuyện tối tăm ở nơi kín nhiệm không ai thấy rồi chúng ta đứng ra giữa ánh sáng, chúng ta nói tôi là người của Đức Chúa Trời. Nó không hoạt động theo cách đó. Con người chúng ta phải thống nhất. Con người chúng ta nhất định phải trung tín với Chúa mọi lúc, mọi nơi, mọi điều kiện. Amen cho em. Trung tín với Chúa có nghĩa là trung tín với lời của Ngài. Galati chương 5 câu 24 chép: vả những kẻ thuộc về Chúa Giê-xu đã đóng đinh xác thịt và tình dục dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Tôi và bạn cho em phải chấp nhận uy quyền của lời này và xin Thánh Linh giúp chúng ta kinh nghiệm lời này. Tôi và bạn cho em là những kẻ thuộc về Đấng Christ thì đã đóng đinh, chứ không phải sẽ đóng đinh hay là đang đóng đinh, mà đã đóng đinh tình dục dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Đó là lời Chúa. Quan trọng là tôi và bạn cho em có chấp nhận và kinh nghiệm nó hay không. Lời Chúa nói như vậy. Cho nên khi mà mình còn thấy trong đời sống của mình những tình dục dâm dục, những sự ô uế, thì mình biết rằng lạy Chúa, không hiểu tại làm sao mà con chưa bị đóng đinh.
và chúng ta phải khóc lóc trước mặt Ngài. Có đúng không ạ? Người khác thì đóng đinh, nhưng mà sao con không đóng đinh? Làm sao? Có nghĩa là sao anh chị em? Nếu như chúng ta chưa đóng đinh thì sao anh chị em? Bây giờ tôi đọc lại câu này nha. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt tình dục dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Anh em đọc câu này chục lần, trăm lần, ngàn lần. Và nếu tự dưng mình phát hiện rằng tình dục dâm dục của mình chưa chịu đóng đinh thì mình làm sao anh chị em? Chưa thuộc về Đấng Christ. Rất đơn giản thế thôi. Hả? Chưa thuộc về Ngài. Làm sao có thể chúng ta nói chúng ta thuộc về Ngài mà sống một cuộc đời đầy tội lỗi và dâm dục được? Có phải anh chị em? Chúng ta tự lừa dối mình thôi. Có thể mình khoác một cái áo rất là đẹp, đi nhà thờ ngồi đúng số ghế, đúng giờ, về đúng giờ, nhưng mà hoàn toàn mình phó mình cho một đời sống đầy ô uế nơi kinh nghiệm. Không ai biết. Mình nghĩ rằng không ai biết đâu. Hội thánh sao biết? Ở hội thánh bây giờ đâu có ông tiên tri nào đâu, sợ. Cứ đến vô tư rồi. Tiên tri giờ hiếm lắm. Giờ toàn tiên tri giả không à. Tiên tri thật không có. Cho nên cứ vô tư đi hội thánh, phải không ạ? Có ai biết đâu, phải không ạ? Thậm chí còn đứng giảng nữa chứ, phải không? Vô tư thôi. Nhưng mà tôi xin nói với anh chị em à, là chúng ta thật sự chưa thuộc về Chúa Giêsu. Và kết cục của chúng ta đang bị định cho hồ lửa đời đời. Vậy thì chúng ta đừng tự lừa dối mình nữa. Chúng ta hãy thành thật trước mặt Chúa cho đời sống của mình. Điều quan trọng không phải là chúng ta đang ở trong tình trạng nào, mà điều quan trọng là chúng ta có thưa trình điều đó cho Đức Chúa Trời hay không. Chúng ta có đến trước mặt Ngài và công nhận uy quyền của lời Ngài và nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con cần sự giúp đỡ từ Ngài. Đó là điều Chúa cần. Khi chúng ta có một lòng ăn năn trở lại với Ngài thì uy quyền của lời Chúa sẽ tẩy sạch chúng ta. Uy quyền của lời Chúa sẽ biến đổi chúng ta. Uy quyền của lời Chúa sẽ khiến phục dựng con người chúng ta hoàn toàn trước mặt Ngài. Và chúng ta trở nên giống như Chúa. Anh em để ý ha, Chúa phán có một khoảng không bằng có như vậy. Chúa phán và có. Cho nên lời của Chúa nói về chúng ta chắc chắn phải đúng như vậy. Ngài phán sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Gia cơ chương 5 câu 14-15. Mình có tin không? Tin. Chúa phán ai tin ta đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Mát chương 16 câu 18. Mình có tin không? Hãy tin. Chúa phán ta là Giê-hô-va đấng chữa lành cho các ngươi. Xuất Ê-díp-tô chương 15 câu 26. Liệu chúng ta có chấp nhận tất cả những lời phán trên cho đời sống mình một cách cá nhân hay không? Trở lại với chủ đề bài giảng. Làm thế nào để lời nói tôi có thẩm quyền và năng lực? Anh chị em ơi, hãy chấp nhận tất cả những gì lời của Chúa nói về mình và cho mình. Đừng chấp nhận một thứ gì khác. Hãy suy ngẫm về điều đó. Hãy thực hành điều đó và kinh nghiệm những lời đó. Bằng cách đó, cái động cơ bên trong anh em bắt đầu hoạt động. Động cơ anh em bắt đầu hoạt động. Không ạ? Cho nên anh em hãy tiếp tục nhé. Cuộc sống của mình cứ tiếp tục. Hết lời hứa này đến lời hứa khác. Hết lời công bố này đến lời công bố khác. Hết sự đảm bảo này đến đảm bảo khác. Hết lẽ thật này đến lẽ thật khác. Mặc khải này đến mặc khải khác. Anh em hãy đọc, hãy thừa nhận, hãy tin cậy một cách khiêm nhường trước uy quyền của lời Chúa cho chính mình. Rồi hãy trỗi dậy và thực hành nó. Tại sao hôm nay có quá nhiều cơ đốc nhân yếu đuối trong lời nói? Bởi vì chúng ta không dám sống cho những gì Đức Chúa Trời nói về mình. Chúng ta chỉ nhìn những hoàn cảnh xung quanh nói về mình. Chúng ta chỉ muốn nghe đám đông nói về mình. Chúng ta chỉ muốn nghe người khác nói về mình. Chúng ta chỉ muốn nghe người chồng, người vợ, người con cái, cha mẹ nói về mình. Chúng ta chỉ muốn nghe ông mục sư nói về mình, anh em nói về mình, mà ít để ý Đức Chúa Trời nói gì về mình. Đó là chỗ mà chúng ta sai lầm. Xin thưa anh chị em, chúng ta bỏ hết đi. Tất cả những thứ đó không quan trọng. Quan trọng là Đức Chúa Trời nói về mình như thế nào.
chỉ nhìn vào Ngài thôi, nhìn vào lời Ngài thôi. Khi anh em sống đúng như những gì mà Đức Chúa Trời nói, thì con người anh em được chính Ngài phục dựng như ban đầu. Đó. Như vậy tôi tóm lại ở đây, Chúa muốn nói là con người cũ của chúng ta, bản chất tội cũ, tất cả sự trói buộc, giới hạn, lừa dối, thất bại của nó đã chết, đã bị đóng đinh với trên thập tự giá rồi. Anh em và tôi là nhân loại mới của Chúa. Anh em và tôi là tạo vật mới của Chúa. Anh em và tôi chỉ có cái xác này là còn cũ thôi, còn tất cả là mới trong Chúa. Amen. Mới. Anh em và tôi là đại sứ của Đức Chúa Trời trên đất này. Thì anh em rất thích trích dẫn câu đó đúng không ạ? Nhưng mà xin thưa, đại sứ Đức Chúa Trời phải có thẩm quyền và năng lực. Chứ đại sứ gì mà chẳng có thẩm quyền năng lực gì thì phải coi lại. Không ạ? Đại sứ gì mà nói chẳng ai nghe thì không được. Quỷ ma cũng không thèm nghe, bệnh tật cũng không thèm nghe, thiên nhiên cũng không thèm nghe, không ai thèm nghe mình. Thì đại sứ đó là đại sứ bù nhìn, chẳng có thẩm quyền gì trơn. Chúng ta cần phải sửa lại một cách chân thành trước mặt Chúa, một cách thành thật cho chính mình. Anh chị em ơi, anh chị em là tạo vật mới của Đức Chúa Trời. Hãy tin điều đó thì sẽ có như vậy. Đức Chúa Trời công bố rằng anh chị em có thể làm mọi sự bởi quyền năng của Đấng Christ bên trong anh em. Hãy tin điều đó thì sẽ có được như vậy. Anh em biết tại sao lời nói của tạo vật mới của Đức Chúa Trời có thẩm quyền và năng lực không? Bởi vì trong tạo vật mới của Chúa có đức tin của Đức Chúa Trời. Tôi và bạn cho em có đức tin của Đức Chúa Trời. Và chính đức tin đó khiến cho lời nói của chúng ta có năng lực. Đó là lý do nãy giờ tôi hay nói với anh chị em là hãy đọc lời Chúa nói về mình và hãy tin, hãy tin, hãy tin và hãy thực hành. Hãy tin và thực hành. Ví dụ như tôi nói một lời, tại sao lời đó nó hoạt động? Bởi vì tôi có đức tin cho lời đó. Tôi tin những gì tôi nói và tôi nói những gì lòng tôi tin, dựa theo lời của Chúa. Cho nên mình có thể định nghĩa lại đức tin rất là dễ hiểu anh chị em. Đức tin có hai chỗ để nó thực hiện. Ở trong lòng người, nó khiến cho mình được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Đức tin còn ở một chỗ nữa là ở trên miệng mình, khiến cho lời mình có năng lực để đem sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho mình. Hai chỗ. Cho nên trong Roma chương 10 câu 10 nói như thế này: vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Em thấy không ạ? Cho nên khi anh em tin lời Chúa thì anh em được xưng công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Có nghĩa là anh em đúng đắn trước mặt Chúa. Anh em là một con người được Đức Chúa Trời công nhận là đại diện của Ngài. Anh em hiểu ý không ạ? Công nhận là đại diện của Ngài. Ví dụ cảnh sát giao thông ông ở ngoài đường kia, nếu ông không đại diện cho thẩm quyền của đất nước này, của ngành cảnh sát giao thông, thì ông giơ cây gậy ra không có ai nghe ông mà đứng dừng xe lại hết á. Thậm chí người ta có thể là đánh ông chết đấy, đúng không? Không có làm bậy được. Nhưng mà nếu ông đại diện cho ngành công an giao thông, ông giơ cây gậy ra, anh chị em có đứng lại không? Phải đứng lại. Cho nên ở đây, khi anh em có đức tin trong lòng, anh em là đại diện cho thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên đất này. Có nghĩa là tin bởi trong lòng mà được sự công bình. Mà có nghĩa như vậy, anh em tin lời của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời công nhận anh em là đại diện cho Ngài trên đất này. Và bằng cách đó, lời nói của anh em có thẩm quyền và năng lực. Khi anh em nói ra, thần linh phải nghe, ma quỷ phải nghe, thiên sứ phải nghe, những thứ trong thiên nhiên này phải nghe. Không nghe không được á. Vì anh em là đại diện cho Đức Chúa Trời. Cho nên đức tin là như vậy đó anh chị em. Vì vậy, tóm lại buổi sáng hôm nay đó, tôi muốn nói cho anh chị em một điều thôi. Hãy nhờ lời của Chúa để khôi phục hoàn toàn con người của mình. Và hãy sống có thẩm quyền và năng lực của Đức Chúa Trời. Và đời sống anh em sẽ không như cũ nữa.
anh em sẽ thấy rất là nhiều điều khích lệ bắt đầu xảy ra trong đời sống của mình. Qua lời nói có thẩm quyền của mình, qua lời nói có năng lực của mình, anh em sẽ thấy đời sống cơ đốc là một đời sống thú vị nhất trên thế gian này. Đời sống với Chúa Giêsu là một đời sống màu nhiệm nhất trên thế gian này, là một cuộc sống đáng sống nhất trên thế gian này, khi lời nói anh em có thẩm quyền và năng lực. Dĩ nhiên chúng ta không phải lạm dụng cái điều này để làm bậy làm bạ, phải không ạ? Nhưng chúng ta sống trong sự dẫn dắt của Chúa. Và trong cuộc sống tôi cũng đã kinh nghiệm cái điều này nhiều lần rồi. Tôi muốn làm chứng cho anh em được khích lệ thôi. Cách đây khá lâu rồi, khi mà hội thánh còn nhóm ở tại nhà, lúc đó cũng ít người lắm, 10-15 người thôi. Nhưng mà bởi vì nhà của tôi thì sống đối diện trước mặt trước nhà đó, thì có một người hàng xóm không thân thiện. Không thân thiện. Thì cứ 9 giờ chúng tôi nhó, thì người hàng xóm đó đem cái loa karaoke chĩa thẳng vô nhà mình và hát. Ngày thường không hát, giờ khác không hát, cứ đúng 9 giờ là mở loa lên hát. Trời, nhiều cái rất là độc địa vậy đó anh chị ha, thế gian mà. Nhưng mà giờ nhà của họ thì họ hát thôi, chứ giờ mình biết làm gì vậy? Nhưng mà tôi nhớ, không biết anh chị em đây có còn nhớ không, bữa đó tụi tôi nhất định phải chống lại quyền lực này bằng lời nói có thẩm quyền của mình. Tất cả chúng tôi đứng dậy và bắt đầu cầu nguyện. Và khi chúng tôi giơ tay công bố, cái lo karaoke kia phải im đi và lặng đi, không ạ? Không bao giờ được phép dựng lại và hát trong lúc chúng tôi thờ phượng Chúa nữa. Chúng tôi nói xong như thế và amen. Anh chị em biết sao? Kể từ ngày hôm đó không còn cái lo nào hát nữa. Rất đơn giản thôi, không cần phải kiện cáo đánh đấm gì. Tôi nói anh chị em, khi mình tin thì lời mình có năng lực, có thẩm quyền. Rất là diệu kỳ, để chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh. Không phải chỉ để chúc phước, mà còn để ngăn trở những điều ác tấn công đời sống chúng ta nữa. Không phải đơn giản đâu anh chị em. Một lời nói có thẩm quyền và năng lực có thể ngăn trở bão tố trên cuộc đời của chúng ta, ngăn trở những sự gian ác tấn công cuộc đời chúng ta, ngăn trở những đòn, những kế hoạch của Satan tấn công cuộc đời của chúng ta. Tôi nhớ lâu rồi, có một lần ngay gần cái chỗ tôi sống ấy, có một cái công ty kia, họ đến và họ sản xuất phân bón, anh chị em biết không? Họ sản xuất phân bón, họ làm nhà máy lớn lắm, rất là lớn, đầu tư hoành tráng thế này thế nọ thế khác. Mà họ làm cái kiểu rất là buồn cười, tất cả mọi cái gì thải ra nó hôi nó thối đó, họ đổ ngay xuống suối. Tôi nói cả cái dân làng vậy đó là cực kỳ đau đớn về điều này. Nói không được, họ đâu đến và có thẩm quyền gì ở đâu ban cho, không ai nói được. Và mỗi lần mà nhà máy hoạt động một cái là cả cái làng đó nó thối thối rồi luôn. Wow, không ai chấp nhận được, ăn cơm cũng không ăn nổi, hôi thối. Tôi nói kiểu vậy để căng rồi, này sao mà sống được ở đây? Anh em biết điều gì xảy ra? Rất đơn giản thôi. Tôi leo lên cái đồi, tôi đứng ở đó, nó cao hơn cái nhà máy đó. Bắt đầu tôi giơ tay hướng về phía nhà máy, tôi nói như thế này đơn giản: trong danh Giêsu quyền năng, sẽ không ai mua hàng của mày nữa. Tất cả những gì mày làm ra đều bỏ xó. Mọi nguồn cung ứng, mọi khách hàng, mọi mối gì mà mày làm, không ai có thể tiêu thụ cho mày. Và chắc chắn, ta công bố trong danh Giêsu, sự phá sản là chắc chắn. Anh em biết không, không cần nói gì nhiều, 6 tháng sau nó không còn mở máy được nữa. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Cho nên đôi khi chúng ta sử dụng cái lời của mình để ngăn trở những điều ác, để ngăn trở những cái điều mà nó không mong đợi để thấy trên cuộc sống này. Và chúng ta làm bằng cách đó khiến cho cuộc sống tươi đẹp hơn, thẩm quyền của Đức Chúa Trời được khôi phục hơn. Anh chị em hãy nhớ điều đó ha. Ở trong công vụ chương 20 câu 9 đến 12 có một câu chuyện rất là hay. Công vụ chương 13
Công vụ chương 13 câu 4 đến câu 12 có một câu chuyện rất là hay, tôi đọc anh chị em nghe. Vậy Saulơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Sê-lơ-si, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chíp-rơ, đến thành Sa-la-min. Hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giu-đa, cũng có dân cùng đi để giúp cho. Trải qua cả đảo cho đến thành Ba-phô rồi, gặp một người Giu-đa kia là tay thuật sĩ và tiên tri giả tên là Ba-giê-su, vốn ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp-pha-lút, là người không ngon. Người này đã sai mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng Ê-li-ma tức là thuật sĩ ngăn hai người đó, ráng sức tìm phương làm cho quan trấn thủ không tin. Bây giờ Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người và nói rằng: hỡi người, đây mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình, người cứ làm hư đường thẳng của Chúa thôi sao? Này, bây giờ tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu. Chính lúc đó có sự mù mịt tối tăm phủ trên người, người xoay quanh bốn phía tìm kẻ dắt mình. Quan trấn thủ thấy sự đã xảy đến bèn tin lấy làm lạ về đạo của Chúa. Anh em nghe câu chuyện nào ạ? Bình thường á thì mình giảng rằng mình có lời nói ý quyền để ban phước, để chúc phước, để làm điều này điều kia. Điều đó anh em nghe quen rồi. Tôi nghĩ ai ngồi trong đây cũng biết rồi, phải không ạ? Ai ngồi trong đây cũng biết mình phải dùng lời nói của mình để chúc phước cho người khác, để nói sự sống cho người khác, để nói những điều tốt lành cho người khác, giống câu kinh thánh mình học thuộc lòng hôm nay. Tôi nghĩ không ai ở đây là không biết. Nhưng hôm nay tôi muốn nói một khía cạnh khác mà ít ai nói. Đó là mình dùng lời nói cái thẩm quyền năng lực của mình để ngăn chặn điều ác. Để ngăn chặn điều ác. Nhiều khi con cái Chúa ngây thơ đến mức độ cứ để điều ác nó xảy ra rồi cứ ngồi phanh tay: Chúa ơi, giúp. Chúa nói miệng của con đâu, thẩm quyền của con đâu, thanh gươm hai lưỡi của con đâu, sao không nói với nó, kêu ta làm gì? Tôi xin khích lại anh chị em, Chúa ban cho anh chị em thanh gươm hai lưỡi trong miệng để ngăn chặn điều ác. Câu chuyện của sứ đồ Phao-lô cho chúng ta một bài học, đó là chúng ta có thẩm quyền để ngăn chặn những con người gian ác, những thế lực gian ác, những điều gì đó gây tổn hại cho vương quốc Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên chúng ta cần phải thận trọng chỗ này. Tôi không nói anh chị em là hãy đứng lên rủa xả người ta, không phải. Tôi không nói anh em là chúng ta hãy chống lại điều ác bằng cơ bắp của mình. Nhưng hãy bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chúng ta có quyền để ngăn chặn những điều ác xảy ra để tấn công đời sống của chúng ta, gia đình chúng ta, vương quốc Đức Chúa Trời và hội thánh của Chúa. Tôi nhớ một lần nhà Phấn Hưng Carlos, ông đang tổ chức một sân vận động để giảng cho rất nhiều người và rất là đông người. Và bữa hôm đó tất cả các thầy phù thủy ở trong cái vùng đó họ tập hợp lại và họ đến sân vận động để họ quấy phá. Họ đứng bên ngoài họ rủa xả, họ đứng bên ngoài họ làm những cái tà thuật để khiến cho cái người ta sợ không đến, người ta sợ không có đến cái buổi giảng đó nữa. Người ta quay quanh lại sân vận động này. Và ông Carlos ông nói: Chúa ơi, con phải làm gì? Con phải làm gì trong trường hợp này? Toàn bộ phù thủy ở trong vùng này đến nó chống lại, con phải làm gì? Ông kêu khóc với Chúa. Và Chúa nói là: con đứng dậy. Và Chúa hỏi ông: con là ai? Con là ai trong ta? Con là đầy tớ của Ngài, con phục vụ Ngài. Nhưng mà Chúa nói: chưa phải, chưa đủ. Ta nói cho con biết, con là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Và Chúa hỏi tiếp: thế những thầy phù thủy ngồi kia là ai? Nói: họ là người phục vụ Sa-tăng. Chúa nói: chưa đủ, chúng nó là thầy tế lễ của Sa-tăng. Con là thầy tế lễ Đức Chúa Trời, chúng nó thầy tế lễ Sa-tăng. Ai cao hơn ai? Con cao hơn. Thế là con đứng lên con chống lại nó, chứ ngồi kêu vang làm gì? Đứng lên chống lại nó, đứng lên và nói những cái lời để ngăn chặn những hành động đó, vì con là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Khi ông đứng lên ông nói lời ngăn chặn những điều đó, anh chị em biết gì không? Toàn bộ các thầy phù thủy, ma thuật,
ếm chú rồi cho chạy tán loạn hết trơn. Chả biết tại sao mà họ chạy tán loạn hết trơn. Anh em có nhớ ở trên mạng nó có cái clip ông mục sư ông đánh nhau bằng quyền năng thánh linh với hai cái người thầy phù thủy châu Phi phải không ạ? Có coi chưa? Phải không? Đó là sự thật. Tôi nói với anh em rằng anh em là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời tối cao. Trong miệng anh em có thẩm quyền và năng lực bởi Đức Thánh Linh. Khi anh em nói một lời, thế giới này nó phải nghe. Thế giới thuộc linh phải nghe. Những điều gian ác chống lại hội thánh của Đức Chúa Trời phải suy phục dưới lời nói của anh chị em. Đừng sợ nữa. Hãy vận dụng điều đó cho cuộc sống của mình. Đừng kêu vang với Đức Chúa Trời nữa. Bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta thẩm quyền và năng lực. Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta giống như Ngài. Đức Chúa Trời định cho tôi và bạn chị em có thể hành động hoạt động trên đất này như Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu còn sống trên đất á, mà nếu thời giờ của Ngài chưa đến á, chưa đến nha, tôi hỏi anh chị em là có ai đụng được vào Chúa Giê-xu không? Mặc dù họ có quân lính, họ có quân đội, họ có đủ thứ hết á, nhưng mấy ông Pharisee thầy thông giáo sai đi bắt, sai người đó đi bắt Chúa. Xong rồi họ đến họ nghe Chúa giảng, hồi họ trở về nói chưa người nào giảng như người này. Đó, chả bắt gì cả. Xong mấy ông thầy Pharisee thông giáo chửi bông, tụi bay là đồ ngu chẳng biết lọc gì cả. Nhưng mấy ông lính không đụng được. Tại vì Chúa Giê-xu hay nói là giờ ta chưa đến, kỳ ta chưa đến. Thậm chí trong vườn Gethsemane, khi các quân lính cầm gậy gộc đến để quay bắt Chúa, họ mới hỏi là Giê-xu là người nào ở đây. Chúa Giê-xu đứng dậy nói rằng chính ta đây. Thì ngay khi họ Ngài nói câu đó thì họ làm sao anh chị em? Thối lui và té hết xuống đất. Cho nên tôi nói với anh chị em một điều bí mật như thế này. Khi anh chị em là người đầy dẫy thánh linh và sống trên đất này, thì không một thế lực nào có thể đụng được vào cọng tóc của anh chị em. Không thể. Đó là sự thật. Lời nói anh chị em có năng quyền, lời nói anh chị em có thẩm quyền. Mọi điều anh chị em làm có Đức Chúa Trời hậu thuẫn. Anh chị em là đại diện của Ngài trên đất này. Hãy sống một cuộc đời như vậy thưa ông bà anh chị em. Hãy sử dụng lời nói và thẩm quyền mà mình có để đem lại sự phước lành nữa. Còn một khía cạnh thứ hai trước khi kết thúc lời chia sẻ hôm nay là lời nói của anh chị em á, nó còn một khía cạnh rất quan trọng nữa là nó đem lại sự sống cho người khác. Nó ngăn trở sự ác rồi thì mình nói rồi, bây giờ mình nói đến đem lại sự sống cho người khác. Chúng ta hãy xem nha, ở trong Văn chương 11 câu 4, Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng bệnh này không đến chết đâu. Anh em nhớ câu này Chúa nói cho ai không ạ? Lazarus. Thật ra Lazarus chết queo 4 ngày rồi, thối nằm trong mồ rồi. Nhưng mà Chúa khi nghe nói đó, Chúa nói là bệnh này không đến chết đâu. Đây là một lời nói có thẩm quyền, đây là một lời nói có năng lực để khiến cho sự chết trở thành sống, khiến cho những cái điều gì tồi tệ trở nên tốt đẹp. Và cuối cùng câu chuyện anh chị em biết rồi không ạ? Dù Lazarus chết 4 ngày rồi, có sống lại không ạ? Một câu chuyện thứ hai trong Công vụ chương 20 câu 9-12. Một gã tuổi trẻ kia tên là Ơ-tích ngồi trên cửa sổ ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài. Đừng ai ngủ gục ở đây nha. May là mình ở dưới trần trệt, ở tầng trên, nhiều khi té xuống là căng lắm á. Đúng không ạ? Giảng rất dài, bị ngủ mê quá nên từ tầng lầu thứ 3 té xuống. Lúc đỡ dậy thì thấy chết rồi. Oh wow, đây là lịch sử hội thánh, có một người nghe giảng té chết. Người ta nói nghe giảng được đầy dậy thánh linh đúng không ạ? Đến nghe Phao-lô giảng lịch về, khích lệ được thịnh vượng, được chữa lành, được giải cứu. Bây giờ người ta đồn ra đến Phao-lô, nghe Phao-lô giảng té chết. Tôi hỏi ai dám đến không? Không ạ, nhưng mà người ta vẫn đến đấy. Vì lý do như thế này nè, vì lý do này. Nhưng Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên người, ôm lấy mà nói rằng chớ bỏ rối, linh hồn còn ở trong người. Thấy chưa? Phao-lô nói thôi, đơn giản nói, ông không cầu nguyện, ông chỉ đơn giản ôm cái người chết vào, ông nói linh hồn còn ở trong người, đừng bỏ rối.
Và câu 11, Phao-lô bèn trở lên bẻ bánh mà ăn, giảng luận tiếp lâu cho đến sáng mới đi. Câu 12, con gã tuổi trẻ đó người ta đem đi thì được sống, sự ấy làm cho mọi người đều được yên ủi lắm. Anh em thấy không? Thấy không ạ? Chết rồi. Nhưng mà Phao-lô chỉ ôm lên nói lời rồi, đừng bối rối, nó xong đấy. Thế là cuối cùng sao ạ? Sống. Một lần nữa tôi nói anh chị em, lời của mình anh chị em có năng quyền và có thẩm quyền và năng lực. Khi anh em sống đầy dẫy Thánh Linh và giống Chúa Giê-xu, anh em nói cái gì nó thành cái đó. Anh em nói cái gì nó thành cái đó. Cho nên hãy cẩn thận cái miệng của mình. Anh em học thuộc lòng câu Kinh Thánh hôm nay chưa? Rồi, hãy hết sức thận trọng cái miệng của mình. Thận trọng. Hãy nói lời lành. Tập trung vào nói lời lành. Tập trung nói lời sự sống. Tập trung nói những cái điều tốt đẹp. Anh em sẽ biến chuyển nó, thay đổi từ tiêu cực sang tích cực, sự tối tăm sang sáng láng, từ chết chóc sáng sống động. Anh em thấy một cái hoàn cảnh nó tồi tệ, hãy chúc lành cho nó, đừng rủa xả, nó sẽ biến chuyển. Thấy một cái hoàn cảnh mà ai cũng run sợ, hãy nói lời đầy can đảm đức tin cho nó, nó sẽ được biến chuyển. Trong miệng chúng ta có thanh gươm hai lưỡi là lời của Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Anh em là người được biến đổi trở nên giống Chúa Giê-xu. Amen không ạ? Anh em nói một lời, anh em có thể đem lại sự sống hoặc sự chết cho người khác nữa nha. Hãy nhớ điều đó nha. Hãy nhớ nè, khi chúng ta là tạo vật mới của Chúa, lời nói của chúng ta rất có giá trị trong thế giới thuộc linh. Hãy thận trọng, hết sức thận trọng khi đối xử với chồng, với vợ, với con, với cái, với người nọ, với người kia. Nói gì là thành đấy. Dĩ nhiên là có rất là nhiều chi tiết và không đủ thời giờ để tôi làm chứng cho anh chị em về tất cả những điều đó xảy ra trong đời sống mà tôi đã từng kinh nghiệm đi với Chúa. Nhưng quả thật, lời nói có thẩm quyền, lời nói có năng lực. Anh chị em có ao ước đời sống mình được kinh nghiệm một lời nói có thẩm quyền và năng lực không? Ao ước thật không? Amen. Anh em dám trả giá cho điều đó không? Trả giá để trở nên giống Chúa Giê-xu. Amen. Đó là chỗ mà chúng ta cần. Khi tôi chia sẻ những điều này cho anh chị em đó, điều tôi ước ao là mỗi một chúng ta là những người có cái miệng chữa lành và đủ quỷ cho người khác, có cái miệng đem lại sự sống cho người khác. Nếu toàn bộ con cái của Chúa trên đất nước Việt Nam chúng ta đều có cái miệng như Chúa Giê-xu có, tôi nghĩ rằng không còn một chút tối tăm nào trên quê hương này. Quét sạch hết. Mỗi sáng sớm ra, ta dùng cái miệng của ta quét sạch hết, tất cả đi ra Biển Đông ở hết, không ạ? Con quỷ nào ở châu Phi thì về châu Phi. Đúng không? Nhiều khi đuổi bảo mày về châu Phi ở, gan quỷ nó nóng lắm, không muốn đi. Nó buồn cười người ta mà. Cho nên là nó có vị trí địa lý của nó. Anh em có cái miệng mình có thể quét sạch hết, để nó đi hết toàn bộ, phải đi ra khỏi biên giới của đất nước chúng ta, thì đất nước chúng ta chỉ có còn sự sáng thôi anh chị em ha. Nó phụ thuộc vào cái miệng chúng ta nói điều gì. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy một số con cái Chúa ở trên mạng không ạ, nói những lời tiêu cực, thấy những điều không đẹp lòng thì bắt đầu nói những cái lời không xứng đáng. Thì anh em ơi, thật sự mình vô tình đem thêm sự tối tăm vào. Chúng ta hãy nói ngược lại. Nếu chúng ta thấy cái sự tham nhũng thì phải nói rằng đất nước chúng ta là đất nước sẽ hết sức liêm chính. Phải nói như thế. Nếu chúng ta thấy sự nghèo đói thì hãy nói rằng đất nước chúng ta là đất nước dư dật và thịnh vượng. Hãy nói điều đó, vì Chúa ban cho chúng ta cái miệng để thay đổi mọi sự, biến sự chết chóc
trở thành sống động mà. Chúng ta hãy nói, hãy chúc phước, hãy nói lời lành cho tất cả những con người đang sống trên đất này anh chị. Bằng cách đó chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Amen ạ. Hãy nói amen. Tôi mời các thánh chúng ta đồng đứng nào.